Ok các bạn, nay tôi giới thiệu cho các bạn cái studio tôi chụp ở dưới Biên Hòa nha. Thì đây là studio nằm ở Đồng Khởi, đối diện với nhà thờ bên kia mọi người. Đây là studio của chị Tiểu Bảo Bình, chuyên make up ở dưới Đồng Khởi đây. Đây là cái location. Thì ở dưới Biên Hòa thì tôi sẽ chụp ở studio này mọi người. Rất là rộng, có rất là nhiều bạn trang điểm. Đây là tem quá, tôi hoạt động rất là tích cực. Không gian ở đây cũng rộng nha mọi người. Đây. Hôm nay tôi chụp 4 đèn. Ở đây có cho thuê quấy đầu cắt tắt tăng đặt nha mọi người. Hôm nay tôi chuẩn bị ở phía sau là đèn quen nè. Đây là cây AD600, dùng để đánh men tóc hai bên. Đây là D400. Còn đây là cái màn hình để tôi phiêu. Hôm nay tôi không có sử dụng G62 để chụp mà sử dụng con G6 nha mọi người, lens 70-200 mm. Thẻ hôm nay là 64GB. 100 MB, bình thường thẻ kia 128 MB ha. 128GB, tốc độ đọc 170 MB/s. Thì cái thẻ nhớ nó khác nhau ở chỗ là cái gì? Cái tốc độ đọc 100 MB/s thì nó sẽ chậm hơn 170 MB/s thôi. Còn cái đèn chính hôm nay tôi sử dụng support lớn nha. Rồi, giờ thì đợi mẫu xong cái thì mình on set chụp. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này nha. Ok. Ở đây ở trước nè, có cái không gian để chụp chụp bao quát về ảnh cưới nha mọi người. Ai chụp ảnh cưới mà kiểu sang sang biệt thự thì có thể xuống đây chụp nha. Phía trước cũng có nữa, để tôi mở cửa chứ hơi nắng. Đây. View ở đây nói chung là ok, sáng ấy. Mà nắng quá tôi không nghèo ấy đâu, phải không? Mọi người xem cái góc này thôi cũng đã có hình này nè. Đấy.